khu trực tiếp vợ chồng Cường Đô La đưa con đi chơi ở Mỹ. Vợ chồng Cường Đô La đưa bé Su Chin đến khu trực tiếp Big Bear ở California trong chuyến du lịch Mỹ đầu tiên của con gái. Bé Su Chin mặc đồ ấm áp chụp ảnh cùng bố mẹ bên ngoài Big Bear Mountain Ski Resort xung quanh sương mù bao phủ. Khu trượt tuyết này nằm gần hồ Big Bear, là một trong những điểm đến được ưa chuộng vào mùa đông ở Nam California. Sang hè, thời tiết mát mẻ nên nó trở thành sân golf, đồng thời là điểm tránh nóng được yêu thích. Vợ chồng Cường Đô La chụp ảnh kỷ niệm hôm Valentine đúng lúc tuyết rơi nhiều ở khu nghỉ dưỡng. Du khách có thể đi về trong ngày hoặc qua đêm tại resort này. Mỗi buổi sáng, du khách đi cáp treo xuyên rừng thông đến điểm trượt tuyết. Tại đây có hàng trăm con dốc và nhiều khu vực dành cho người mới bắt đầu. Phù hợp dân trượt tuyết nghiệp dư lẫn chuyên nghiệp, thông thường từ tháng 11 đến khoảng tháng 4 năm sau là thời điểm tuyết rơi đủ dày để trượt. Các con dốc đồi núi có độ cao khác nhau, trải dài trên khu vực rộng hơn 3 km vuông, mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho những ai đam mê môn thể thao này. Đặc biệt tháng 12 là tháng lạnh nhất ở Big Bear, cũng là tháng du lịch cao điểm. Thời trước dịch, mỗi ngày khu trượt tuyết đón hàng nghìn lượt du khách vào tháng cuối năm, nhất là dịp Noel và năm mới. Du khách muốn ở lại thì phải đặt chỗ trước cả tháng. Các đường trượt hoạt động hết công suất từ sáng tới tối. Trong đó, Alpine Slide là đường trượt nổi tiếng nhất Big Bear. Du khách trượt qua những chiếc ống dài phát sáng vào ban đêm, mang lại cảm giác mạnh. Chấm. Đàm Thu Trang dắt con gái làm quen với tuyết. Một trong những điều ấn tượng nhất là du khách nghỉ lại qua đêm còn có cơ hội ngắm mưa sao băng rất đẹp vào vài ngày tháng 12, tháng 1 hàng năm. Trên các diễn đàn du lịch ở Mỹ, Big Bear là một trong những điểm đến không thể bỏ lỡ vào mùa đông. Du khách có thể đặt tour du lịch phổ biến tại California hoặc tự lái xe đến Big Bear khám phá rừng thông phủ đầy tuyết trắng. Đi bộ qua các ngọn núi hay thuê một đôi giày trượt tuyết rồi bắt đầu chuyến phiêu lưu giữa rừng, tận hưởng sự im lặng diệu kỳ nơi đây. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.